Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng Giêng năm 2018. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày, với những chi tiết liên quan đến ông Trump lên kế hoạch cấp quyền công dân cho 1,8 triệu người nhập cư. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt giới thiệu chương trình Hai Thế Hệ Một Chữ Lính do Trung tá hồi hưu Nguyễn Công Nguyên và ông Trần Quang Duật thực hiện. Để mở đầu chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Trump lên kế hoạch cấp quyền công dân cho 1.8 triệu người nhập cư. Tòa Bạch Ốc mới đây đã đưa ra đề xuất giúp 1.8 triệu người nhập cư trẻ bất hợp pháp có quyền công dân nhằm đổi lấy kinh phí trị giá 25 tỷ đô la cho bức tường biên giới Mexico. Đề xuất này được một số thành viên Quốc hội hoan nghênh, nhưng các nhà hoạt động bảo thủ nguyền rủa cho đây là một đề xuất mang tính nhân nhượng. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa đã kích, cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump chỉ dùng những người nhập cư bất hợp pháp này làm con tin để trao đổi cho chương trình của ông. Các quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc đã xếp đặt kế hoạch như một thỏa hiệp ôn hòa có thể giành được sự ủng hộ từ cả hai phái đảng và có đủ phiếu bầu để thông qua tại Thượng viện. Nhưng đề xuất này đi kèm với một danh sách các nhượng bộ mà nhiều đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa bảo thủ, đặc biệt tại Hạ viện, có thể sẽ không chấp nhận. Dự kiến, giải pháp này sẽ giúp khoảng 690.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, được bảo vệ bằng lệnh tạm hoãn trục xuất, theo chương trình DACA dưới thời ông Obama, và hàng trăm ngàn người đủ điều kiện tham gia chương trình này nhưng chưa bao giờ nộp đơn. Ông Trump đã thông báo vào năm ngoái, ông đã từ bỏ chương trình DACA nhưng yêu cầu Quốc hội trước tháng 3 phải tìm ra giải pháp. Và giải pháp này sẽ không cho phép cha mẹ của những người nhập cư được thị thực hợp pháp vào Hoa Kỳ, các quan chức này cho biết. Ông Trump đưa ra kế hoạch cắt giảm di dân theo chuỗi, chỉ cấp thị thực cho vợ, chồng và con cái của người nhập cư thay vì cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột trong gia đình. Các quan chức cho biết họ sẽ chỉ chấm dứt các đơn xin thị thực mới và vẫn chấp nhận những người đang trong quá trình xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động về nhập cư cho biết việc này có thể cắt giảm nhập cư hợp pháp đi một nửa. Nó sẽ xóa sổ chương trình sổ số thị thực. Những viên chức này cho biết với điều kiện giấu tên vì họ không được phép công khai phát biểu trước khi kế hoạch được công bố. Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết ông đã mở đường cho những người nhập cư trẻ có cơ hội nhập quốc tịch. Ông Trump nói với các phóng viên, chúng ta sẽ để họ trở thành công dân Hoa Kỳ và lộ trình có thể mất từ 10 đến 12 năm. Đây là một sự trái ngược so với những gì ông đã nói trước đó, rằng ông kiên quyết chống lại việc mở đường cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết, theo kế hoạch, những người được nhận vào chương trình này có thể bị rút lại tư cách pháp nhân nếu phạm tội hoặc đe dọa an ninh quốc gia. Và để trở thành công dân, những người này phải đáp ứng một số yêu cầu về công việc và giáo dục. Một bằng chứng cho thấy người nhập cư đó có nhân cách đạo đức tốt. Việc nghiên cứu chính sách di dân Hoa Kỳ nói rằng phần lớn nhất trong số 1.8 triệu người có đủ điều kiện để trở thành công dân. Trong đó có 1.3 triệu người đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của DACA. 400.000 người khác cũng là những người đủ điều kiện để được DACA bảo vệ vì đáp ứng nền tảng giáo dục. Và hơn 100.000 người là những người dưới 15 tuổi, độ tuổi tối thiểu để được chương trình bảo vệ. Trump đã hủy bỏ chương trình DACA vào tháng 9 và hạn định Quốc hội trước năm tháng 3 phải đưa ra được biện pháp mới nhằm bảo vệ hoặc trục xuất những người nằm trong chương trình. Các quan chức cho biết ông Trump sẽ chỉ ký vào đạo luật này nếu những thay đổi khác về nhập cư mà ông ta đề xuất cùng được thực hiện. Thượng nghị sĩ McConnell cảm ơn Tổng thống và các trợ lý của ông về việc đã đưa ra giải pháp. Ông nói, tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong các cuộc thảo luận sau tại Thượng viện về vấn đề nhập cư. Doug Andress, người phát ngôn của Paul Ryan, lặp lại quan điểm, chúng tôi biết ơn Tổng thống đã cho vạch ra kế hoạch giải quyết vấn đề này. Chúng tôi tin rằng những ý tưởng của ông sẽ giúp chúng ta đạt được một giải pháp thích hợp.
Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Đảng Cộng hòa Arkansas, một người vận động nhập cư cứng rắn, gọi kế hoạch của ông Trump là rộng lượng, nhân đạo và có trách nhiệm. Ông nói rằng ông sẽ cố gắng hết sức để đạo luật này được thông qua. Tuy nhiên, một số thành viên bảo thủ của Quốc hội dường như không muốn tạo cơ hội giúp những người nhập cư trái phép trở thành công dân Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Đảng Cộng hòa Texas nói, DACA không quy định về cơ hội trở thành công dân. Tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm lớn và không phù hợp với những hứa hẹn mà chúng ta đã cam kết với các cử tri. Bà Lorella Braley, Giám đốc Chính sách Nhập cư tại Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ACLU, gọi đó là một đề xuất nhập cư đầy hận thù, bài ngoại, làm giảm tỷ lệ nhập cư hợp pháp xuống mức chưa từng thấy, chỉ để chi 25 tỷ đô la cho một bức tường biên giới lãng phí và tai hại. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, nhà Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự hội chợ Tết vào ngày Chủ nhật 28 tháng Giêng 2018. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nova Annandale, Earners Community Culture Center, 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia 22003, hội chợ Tết với các màn múa lân, ảo thuật và văn nghệ mừng xuân, các trò chơi bầu cua cá cuộc, lô tô và các món ăn ba miền Bắc Trung Nam. Đặc biệt có phần xổ số với nhiều quà thưởng có giá trị. Giá vé 2 Mỹ Kim, trẻ em dưới 12 tuổi mặc áo dài được vào miễn phí. Xin liên lạc cô Lê Thị Nhị 240-401-8698, giáo sư Kim Oanh 703-237-1233. Nhà Việt Nam trân trọng kính mời. Cáo phó, trong niềm tin tấn Kitô phục sinh, đại gia đình chúng tôi rất đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Bố, ông nội, ông ngoại, ông cố nội, ông cố ngoại của chúng tôi là cụ ông Giuse Mai Ngọc Liễu, đã được Chúa gọi về ngày 16 tháng 1 năm 2018 tại Bệnh viện Hoa ở Newport Beach, California, USA, hưởng thượng thọ 100 tuổi. Linh cữu sẽ được quàng tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang, địa chỉ 288 South Harbor Boulevard, Santa Ana, California 92704. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 1 tháng 2 2018, 1 giờ trưa tới 2 giờ 30 trưa, lễ phát tang và làm phép xác. 2 giờ 30 trưa đến 6 giờ chiều, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, 6 giờ chiều tới 7 giờ tối, thánh lễ tiễn đưa. Thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018, 1 giờ trưa tới 6 giờ chiều, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, 6 giờ chiều tới 7 giờ tối, thánh lễ. Thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018, 10 giờ sáng, thánh lễ an táng tại thánh đường Đức Mẹ La Vang, sau thánh lễ, di quan để hỏa táng. Tang gia đồng khấp báo, trưởng nam Mai Minh Trí, vợ và các con các cháu, thứ nữ Mai Vân Anh, chồng và các con cháu, thứ nữ Mai Tú Anh, chồng và các con cháu, thứ nữ Mai Quỳnh Anh, chồng và các con, thứ nữ Mai Hồng Anh, chồng và các con, thứ nữ Mai Lan Anh, các con và cháu, thứ nam Mai Minh Nghĩa, vợ và con cháu, thứ nam Mai Minh Dũng, vợ và các con. Cá phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam thành kính phân u cùng gia đình trưởng Mai Liễu.